chúng tôi là còn trong học anh lại điều tra tiếp theo. Công việc chúng tôi còn những cái tiền cọc của tôi không đúng nữa, mà tôi trượt tôi lấy giả của tôi theo quy định như bình thường, 3 ngày sau chuyển trả lại của tôi tiền bình thường. Còn cái vòng một này những người trả cao nhất để tránh nhằm thất thoát cho nhà nước, và cái giá đấy người ta chúng vòng một người ta là trả giá trong cái đoạn của người ta rồi. Tôi cũng ký được hỏi công nhận kết quả chúng tôi đã của những người trả cao nhất của một và còn những lô lại thì là đúng như bình thường. Đúng rồi. Và những người đúng rồi.